Nêm ý của em là cắt ở nơi khác được 7 tháng rồi nhưng mà nếp nó vẫn bị to và nó bị trợn ở bên mắt trái ạ. Ngày trước thì nó không xấu như bây giờ, tức là nó bình thường. Dạ, nó bình chỉ thường. Là mình muốn mí mình rõ nó nét rõ hơn. Hay, đúng rồi, rõ hai mí hơn nên là đi làm nhưng mà nó bị hỏng. Đầu mới làm về thì không biết nhưng mà đợi khoảng 1 tháng thì thấy nhìn thấy nó vẫn không thay nó vẫn tình trạng nó vẫn thế nên là thấy rất là buồn và lo lắng. Mọi người xung quanh chê lắm, bảo già xong xấu, bảo là đang tự nhiên thì xong đi cắt làm gì, xong rồi nhìn chả giống ai. Em thấy nó dễ mở ra với lại nó bé đi nhiều ấy. Em thấy rất là hài lòng với lại việc sửa lại mắt này. Đây, Nguyên đến lên mí ngay sau phẫu thuật thôi. Lên mí ngay sau phẫu thuật thì đã nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái nếp mí mà trước phẫu thuật rồi. Sau này khi hết sưng nề ấy, thì cái nếp mí nó sẽ nhỏ thêm nữa. Và nó sẽ đạt mức độ tự nhiên. Quan trọng nhất là mắt bạn ấy cảm thấy dễ chịu hơn.